Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty For Five Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714 889 0777. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714 894 1177. Toyota Let's Go Places. Quẻ là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Cảm ơn quý vị và các bạn trên truyền hình Little Sài TV theo dõi phần tin tức tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Đỗ Tương Khoa. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. 6 người bị chết trong một vụ xả súng tại nhà ở California. Cảnh sát bắt giữ người đàn ông liên quan đến vụ mất tích ở Massachusetts. Ứng cơ viên của đảng Cộng Hòa bị thua cuộc, bị buộc tội xả súng vào người nhà của đảng Dân Chủ. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa quý vị, 6 người trong đó có một em bé 6 tháng tuổi được ôm trong vòng tay của người mẹ 17 tuổi đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở thung lũng nông nghiệp chính của California vào hôm thứ Hai, trong cái mà chính quyền gọi là một cuộc tấn công có chủ đích và vụ thảm sát kinh hoàng. Cảnh sát trưởng của quận Chula liên kết với các vụ giết người với buôn bán ma túy, nói rằng các cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét liên quan đến ma túy tại cùng một ngôi nhà vào tuần trước. Ông này tin rằng đây là thông điệp của bạn buôn bán ma túy gửi đi để cảnh cáo và gia đình này là mục tiêu thanh trừng. Hiện cảnh sát đang truy lùng hai nghi phạm. Cái nhà chức trách đã phản ứng sớm vào ngày thứ hai sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng. Một số nạn nhân được tìm thấy trên đường phố trong khi những người khác được phát hiện ở trong nhà. Các cuộc tấn công xảy ra ở Goshen, một cộng đồng nông trại gồm 4.500 người nằm giữa Los Angeles và Fresno. Thi thể của đứa trẻ sơ sinh và người mẹ 17 tuổi được tìm thấy trong một con mương ở bên ngoài ngôi nhà. Cả hai đều có vết thương do đạn bắn vào đầu. Một số người khác bị bắn vào đầu, trong đó có một phụ nữ lớn tuổi. Hai người phụ nữ sống sót nhờ trốn trong một chiếc xe kéo tại khu nhà này. Và cảnh sát Boston bắt giữ người đàn ông liên quan đến vụ mất tích ở Massachusetts. Hơn 15 năm kể từ khi Felicia McGuire, người mẹ 32 tuổi bị mất tích ở Boston. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì tội giết người. David Pina, 33 tuổi, đã bị sở cảnh sát Boston bắt giữ vào ngày thứ Bảy tại nhà tù quận Baker ở McLaney, Florida. Pina là bạn trai cũ của nạn nhân McGregor. Và cảnh sát cũng khám phá là Pina cũng đang bị truy nã vì tội buôn bán ma túy. Bà McGregor biến mất vào ngày 7 tháng 10 năm 2007 tại vùng lân cận Dorchester của Boston. Cảnh sát cho biết vụ mất tích này đầy nghi vấn và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin từ năm 2013. Đến năm 2017, cảnh sát Boston và FBI đã khám xét một khu vực nhiều cây cối ở West Roxbury, một khu phố ở phía tây của Dorchester liên quan đến vụ mất tích của McGuire, nhưng thi thể của nạn nhân đã không bao giờ được tìm thấy. Và một ứng viên của đảng Cộng Hòa bị thua cuộc lại bị buộc tội xả súng vào nhà của đảng Dân Chủ. Cảnh sát cho biết là Solomon Pina, ứng cử viên vào ghế Hạ viện tiểu bang ở New Mexico với tư cách là đảng viên của đảng Cộng hòa vào tháng 11 cái năm ngoái, để bị bắt vào hôm thứ Hai tại Abu Bakr vì đã bị cáo buộc là trả tiền cho bốn người đàn ông để mà bắn vào nhà và cơ sở kinh doanh của bốn viên chức dân cử trong khu vực. Hồ sơ của nhà tù Abu Bakr liệt kê một số tội danh nhắm vào ứng viên PH, bao gồm âm mưu phạm trọng tội bắn vào nhà ở hoặc là tòa nhà của người ở và bắn từ xe. Pia năm nay 39 tuổi bị cáo buộc là đã thuê những người đàn ông thực hiện vụ bắn các viên chức được bầu và tất cả đều là đảng viên của đảng Dân Chủ và cung cấp địa chỉ của các chính trị gia qua điện thoại. Cảnh sát tin rằng những vụ xả súng này thật sự có động cơ chính trị. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào ngày 4 tháng 12 khi 8 viên đạn được bắn vào tư gia của Ủy viên quận Bellanino, ông Adrian Barbois. Một tuần sau, thì hơn chục phát súng đã được bắn vào nhà của ủy viên quận Bella Nilo. Và cảnh sát cho biết không ai bị thương trong bất kỳ vụ xả súng nào. Trong vụ nổ súng cuối cùng, Pina được cho là đã đi cùng với tay súng và sử dụng một cây súng để tự bắn vào nhà của chính trị gia đối thủ. Vụ bắt giữ Pina diễn ra một ngày trước khi phiên họp lập pháp của New Mexico tiếp tục. Và một người đàn ông ở Indiana bị bắt sau khi video cho thấy trẻ nhỏ nghịch súng một người đàn ông ở Indonesia đã bị bắt vào cuối tuần qua sau khi một cậu bé, được cho là con trai của người này, được nhìn thấy đang cầm và chỉ súng ở bên ngoài một căn chung cư. Ông Sean Osmond, 45 tuổi, là cư dân vùng ngoại ô của Beach Grove, Indianapolis, đối mặt với cáo buộc trọng tội là bỏ bê trẻ em. Cảnh sát trả lời cuộc gọi 91 vào thứ Bảy được thực hiện bởi một người hàng xóm trong tòa nhà chung cư nơi đứa trẻ đang cầm vũ khí ở hành lang. Cậu bé giấu tên dường như đang vung súng và bóp cò. Cảnh sát cho biết không có viên đạn nào trong cây súng này và khi bị cảnh sát thẩm vấn, Osborne nói rằng anh ta không có súng. Tuy nhiên, khi các cảnh sát xem video giám sát tại nhà do một người hàng xóm cung cấp thì đứa trẻ được cho là đã nhìn thấy một đứa trẻ ở hành lang một mình chơi với cây súng. Nhà chức trách đã thu giữ một khẩu súng lục bán tự động Smith Wesson nồng 9 ly từ Osborne và anh ta đã bị bắt giam. Một băng đạn cũng được lấy đi, bên trong có 15 viên đạn và đứa trẻ thì được trả lại cho mẹ của nó. Và nỗ lực tìm kiếm một bé gái 4 tuổi mất tích chuyển sang tìm kiếm hài cốt. Cảnh sát Oklahoma vào ngày hôm nay cho biết là cơ quan thực thi pháp luật đang tìm kiếm hài cốt của bé gái Cyro, 4 tuổi, bị mất tích và cuộc tìm kiếm đã chuyển sang hoạt động tìm kiếm hài cốt. Nạn nhân là bé gái Athena Brownfield, 4 tuổi, được thông báo mất tích vào chiều ngày thứ Ba, ngày 10 tháng Giêng sau khi một người đưa thư tìm thấy chị gái 5 tuổi của bé bên ngoài nhà của họ ở Cairo. Sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát cho biết các nỗ lực đã chuyển sang hoạt động khôi phục thi thể. Và hiện thì họ đang tìm kiếm hài cốt của Athena. Cái nhà chức trách cho biết là có hai người bị bắt tên là Yvonne và Alicia Adams và đã chăm sóc hai bé gái ít nhất là một năm. Yvonne Adams, người bị nghi ngờ trong vụ mất tích của Athena, đã bị bắt vì tội giết người cấp độ 1 và bỏ bê trẻ em khi cảnh sát mở cuộc điều tra. Cảnh sát cho biết Adams đã bị bắt vào hôm thứ Năm tuần qua tại Arizona và bị đưa vào nhà tù của quận Maricopa. Cô đang bị giam với tiền tại ngoại một triệu Mỹ Kim và đang chờ dẫn độ đến Oklahoma. Vào hôm thứ Năm tuần trước, cảnh sát cũng thông báo rằng họ đã bắt giữ tên Alija Adam, 32 tuổi, với hai tội danh là bỏ bê trẻ em. Các nhà chức trách cho biết Athena và em gái 5 tuổi đang được Alija và Yvonne Adams chăm sóc. Mặc dù thông tin về cha mẹ của bé gái 4 tuổi chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết cha mẹ ruột của Athena đã được các đặc vụ phỏng vấn và đang hợp tác với cuộc điều tra. Và cái chết của tài xế gốc Phi Châu làm dấy lên một cuộc biểu tình ở Tennessee. Cái chết của một người đàn ông sau khi đối đầu với cảnh sát Memphis trong khi dừng giao thông đã làm dấy lên sự phản đối của cộng đồng và lời kêu gọi từ các công tố viên địa phương yêu cầu cảnh sát thể điều tra. Terry Nichols, một người đàn ông da đen 29 tuổi đã bị bắt vào ngày 7 tháng 1 sau khi cảnh sát chặn anh ta lại vì lái xe liều lĩnh, theo sở cảnh sát Memphis cho biết. Cảnh sát cũng cho biết thêm là Nichols đã đi bộ rời khỏi xe sau khi xảy ra một cuộc đối đầu, và cảnh sát sau đó đã truy đuổi Nichols và bắt giữ anh ta sau một cuộc đối đầu khác. Sau đó thì nghi phạm đã kêu khó thở, lúc đó xe cứu thương đã được gọi đến hiện trường. Sở cảnh sát Memphis cho biết là Nichols sau đó được đưa đến bệnh viện với các vấn đề về hô hấp và được đưa vào tình trạng nguy kịch. Cục điều tra Tennessee cho biết Nichols qua đời vào ngày 10 tây tháng 1. Trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 1, cảnh sát Memphis đã không làm rõ hành động nào mà các nhân viên công lực đã gây ra với vấn đề về hô hấp cho Nichols. Vẫn chưa rõ cuộc đối đầu bao gồm những gì và nguyên nhân cũng như là cách thức cái chết của Nichols vẫn đang chờ điều tra. Cảnh sát ở Memphis hiện đang bị điều tra vì tội sử dụng vũ lực, theo các nhà chức trách cho biết. Và quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Little Sài Gòn TV cùng với Đỗ Tông Khoa. Sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với Đinh Quang An Thái. Không quên chúc cho quý vị có một buổi chiều, một buổi tối ngon miệng cùng với người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kia tới.